Showbiz có gì mới? Hôm nay bạn xem gì? Những bản nhạc nào đang hot nhất hiện nay? Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời trong chương trình Chuyện Showbiz. Phần nữa lại đến rồi. Xin chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Chuyện Showbiz. Hôm nay Cát Linh xin gửi đến quý vị khá nhiều tin hay của Showbiz Việt và một bộ phim sẽ ra vào tuần tiếp theo. Xin mời quý vị cùng đón xem nhé. Thưa quý vị, là một nghệ sĩ chân chính và muốn sống với nghề thì thật sự không dễ. Nghệ sĩ Lê Tính, tôi cũng phải làm nhiều nghề khác nhau mới có tiền trang trải cho cuộc sống. Và sau đây là nghệ sĩ Lê Tính lần đầu bộc bạch về những khó khăn khi bươn chải tại nơi đất khách quê người. Thời gian đầu qua Mỹ, tôi phải làm thợ tiện. Được một thời gian thì anh Út Mập mới bảo tôi là Vân Sơn kêu tôi tới. Tôi vào trung tâm Vân Sơn và bắt đầu quay vở hài kịch đầu tiên. Quay xong, tôi nhìn kịch bản mới hoảng hồn vì rõ ràng đây là kịch bản mình viết. Tôi hỏi anh Út Mập thì anh ấy bảo, mày là nghệ sĩ mới lạ hoắc nên tao phải để tên khác, không thì chẳng ai coi hết. Tôi đồng ý nhưng cũng nhắc thêm, lần sau anh bảo Vân Sơn nhớ để tên em. Không hiểu sao tôi chỉ nói thế mà trung tâm Vân Sơn lại không cho tôi diễn và tôi không đi diễn được nữa, thế là tôi phải quay về và đi làm hãng tiếp. Tôi làm được hơn một năm thì được chị Ngọc Anh rủ đi diễn cùng và diễn liên tục trong một thời gian, trải qua nhiều thăng trầm. Những năm đầu tiên sống tại Mỹ, cái Tết của tôi buồn lắm. Tôi nhớ gia đình vô cùng nhưng không nản lòng, cũng không bỏ cuộc. Gia đình tôi bên Việt Nam còn khó khăn lắm và đang trông mong vào tôi nên tôi quyết tâm không bỏ cuộc. Tôi chỉ biết cố gắng, tôi chỉ có buồn, có nản nhưng không thể buông xuôi. Thời điểm tôi bích bách tận cùng thì cảm giác không còn lối thoát nào đi là lúc đó diễn với Kiều Oanh. Tôi nhớ lúc đang quay kịch thì đau quặn người, tôi bị nhiễm trùng gan, vào viện phải cắt hết 2/3 lá gan. Trong khi đó, tôi lại nhận hết show với Kiều Anh hết rồi mà không đi được. Kiều Anh phải nhờ Lê Huỳnh đi diễn thay tôi. Lúc đó, Lê Huỳnh bảo với tôi rằng chỉ diễn thay tôi trong lúc tôi nằm viện thôi. Khi nào khỏe lại thì tôi diễn lại. Nhưng đến khi tôi xuất viện mới biết Lê Huỳnh đã thay thế tôi hoàn toàn, nhận hết show đi diễn cùng Kiều Anh luôn. Bị Kiều Anh bỏ, tôi lo lắng, không biết phải làm sao. Nhưng may quá, tổ thương cho tôi gặp chị Trang Thanh Lan, Bảo Quốc, Thúy Nga, Quang Minh Hồng Đào. Anh em nghệ sĩ bên này đều thương tôi và chấp nhận đi diễn cùng tôi. Tiếp đó, tôi gặp được anh Minh Nhí, anh Vũ, má Hồng Nga, má Ngọc Giàu từ Việt Nam qua. Trấn Thành qua đây cũng diễn với tôi rồi. Nói chung, thời điểm khốn cùng nhất của tôi là giai đoạn chấm dứt diễn với Kiều Anh. Còn sau đó thì tôi không nhớ gì hết. Chính vì thế nên giờ tôi yêu đời hơn, làm việc hăng say hơn. Nghệ sĩ nào từ Việt Nam qua mà cần người diễn phụ, làm nên đều chọn tôi hết. Việc tôi chuyển từ hài sang cải lương đã có từ trước đây rồi, chứ không phải bây giờ. Diễn cải lương không phải một nghề, các anh chị em bên này đều phải đi làm nghề khác, làm xong mới diễn cải lương vì đam mê nghề quá. Chúng tôi diễn không nhận được đồng nào hết. Đài truyền hình chỉ hỗ trợ cho chúng tôi kinh phí sản xuất quần áo, chứ cách xê thì không. Chúng tôi hoàn toàn làm miễn phí hết, làm vì yêu nghề thôi chứ không tài trợ nào hết. Trước dịch thì đài truyền hình bảo chúng tôi nếu xin được quảng cáo thì cho toàn bộ tiền tài trợ. Nhưng mùa dịch này chẳng có nhãn hàng nào tài trợ hết. Anh chị em nghệ sĩ chỉ biết tự làm đến đâu hay tới đó. Về phía mình thì tôi cũng phải làm nghề khác mới có tiền trang trải cuộc sống, trả tiền phòng. Nghe mà thấy thương cho những người nghệ sĩ quá phải không thưa quý vị? Vì trong cái mùa dịch này thì không có những cái sân khấu, có những cái chương trình để mà các anh chị em nghệ sĩ này có thể cống hiến cho nghệ thuật được. Chuyện showbiz. Thưa quý vị, nói đến dịch Covid-19 thì đây là những tấm lòng hảo tâm của những người nghệ sĩ đang giúp đỡ cho bà con đồng bào ở Việt Nam của chúng ta. Nghệ sĩ Đại Nghĩa Việt Hương tặng gạo và nhu yếu phẩm cho người dân Sài Gòn. Đông đảo nghệ sĩ Việt đã trao gạo nhu yếu phẩm tới bà con gặp khó khăn trong khu vực cách ly và phong tỏa. Trao đổi với báo Zin thì Việt Hương cho biết những ngày qua chị và chồng là nhạc sĩ Hoài Phương liên tục mua nhu yếu phẩm tặng người dân các khu phong tỏa, cách ly và bệnh viện dã chiến. Chị kể mỗi ngày đều tìm nguồn hàng, mua gạo, bánh trứng, sữa và xếp thành từng phần gửi đến cho bà con. Một tuần qua thì chị đã mua 10 tấn gạo, gần 400 triệu đồng tiền thực phẩm. Quà tặng bà con khó khăn nhưng chúng tôi đều phải chọn lựa thực phẩm chất lượng bảo đảm an toàn vệ sinh. Tôi cảm thấy ấm lòng khi được chia sẻ với mọi người trong khó khăn lúc này. Nữ danh hài cho biết chị may mắn vì được chồng ủng hộ khi làm việc thiện nguyện. Anh đồng tình khi mỗi ngày chị mua nhu yếu phẩm với tổng số tiền 40-50 triệu đồng.
Không những thế, anh còn kiêm luôn vai trò tài xế chở quà đến tận nơi, gửi tặng người dân. Vợ chồng tôi dự định sẽ hỗ trợ bà con khó khăn trong 15 ngày giãn cách xã hội, thực hiện theo chỉ thị 16. Toàn bộ số tiền này do vợ chồng tôi chi trả, không kêu gọi của ai. Nhân viên công ty tình nguyện không nhận một tháng lương để chung tay cùng tôi làm từ thiện. Tuy nhiên, tôi từ chối. Tôi biết trong mùa dịch ai cũng khó khăn. Đối với Việt Hương, chia sẻ được niềm vui, lan tỏa tình thương quý giá hơn những món đồ hiệu. Chị giải thích, tôi từng sử dụng chiếc túi 4.000 đô la, nhưng giờ không mua nữa. Thực tế tôi không sử dụng tới, đi sự kiện lại đưa cho trợ lý giữ giùm. Số tiền đó tôi có thể giúp được rất nhiều người. Mới đây thì Việt Hương đã mua xe cứu thương chuyên dụng trị giá 2.5 tỷ đồng. Trong thời điểm dịch bệnh thì diễn viên hài cho biết chiếc xe sẽ giúp chở bà con trong trường hợp khẩn cấp hoặc chở sữa bánh gửi đến người dân nơi phong tỏa. Ngoài ra thì diễn viên MC Đại Nghĩa, Hoa hậu Miss Universe 2020 Khánh Vân cũng tay vào việc hỗ trợ các chiến sĩ, bác sĩ, người dân ở Sài Gòn. Hoa hậu cùng bạn bè, người thân đã gửi 40 bộ đồ y tế, 2.500 khẩu trang 4 lớp, 117 thùng mì tới trung tâm y tế quận nhất. Ngoài ra, Khánh Vân còn trao 250 phần quà tới người bán vé số, khuyết tật bà con ở khu phong tỏa, khu nhà trọ ở quận Bình Tân. Trong số các nghệ sĩ thì nghệ sĩ Đại Nghĩa là một trong những người làm việc thiện và bền bỉ. Thời gian qua anh đã trao tặng hàng chục tấn gạo, rau củ, nhu yếu phẩm của người dân, hàng nghìn khẩu trang, đồ bảo hộ, sữa, cá hộp tặng chuyến đầu tuyến dịch. Nam MC không chỉ thu gom thực phẩm cùng ekip, anh còn lái xe tới từng khu phong tỏa cách ly trao đồ. Đại Nghĩa cho hay khi ra ngoài thì tiếp xúc nhiều, anh cùng mọi người trong đoàn luôn nhắc nhau thực hiện nguyên tắc 5K, bảo đảm an toàn. Anh mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống của người dân Sài Gòn trở lại bình thường. Thưa quý vị, thì sau khi cái việc mà bốc phốt làm từ thiện được phanh phui ra đó quý vị, thì hiện giờ thì nhiều nghệ sĩ không muốn kêu gọi ai đóng góp chung với mình. Họ có thì họ bỏ ra để không bị những tai tiếng về sau. Chuyện showbiz. Sau đây là một bản tin của ngôi sao Hollywood Britney Spears. Chắc hẳn ai cũng biết đến ngôi sao hàng đầu ca nhạc vào khoảng 20 năm trước, đó là Britney Spears. Britney Spears khóc trước tòa, họ đã cố biến tôi thành người điên. Trong phiên tòa chiều ngày 14 tháng 7, thì nữ ca sĩ Britney Spears cầu xin thẩm phán loại bỏ cha cô khỏi quyền giám hộ và điều tra ông vì tội lạm dụng. Britney Spears vừa khóc vừa kể thêm về những điều cô chịu đựng trong 13 năm bị bảo hộ. Cô nghẹn ngào nói trong video trực tuyến là tôi có mặt ở đây để loại bỏ cha tôi và buộc ông ấy vì tội lạm dụng quyền bảo hộ. Tôi muốn quyền bảo hộ mà không phải qua đánh giá. Tôi đã bị ép làm các bài kiểm tra tâm lý trong chuyến lưu diễn Circus và bị buộc phải lấy máu nhiều lần. Họ nói tôi phải kiểm tra và xét nghiệm, tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tôi đã làm cả theo lời họ nhưng họ chỉ nói dối mà thôi. Họ không hề chấm dứt quyền bảo hộ và tôi phải tiếp tục làm việc. Britney Spears nói rằng cô không phải là một người hoàn hảo nhưng giải thích rằng bệnh tình của cô là do những gì họ đã làm với tôi. Ngôi sao 39 tuổi cáo buộc cha cô và những người đồng bảo hộ, mục đích của họ làm cho tôi cảm thấy mình là một người điên, nhưng tôi không hề bị như vậy. Giọng ca Toxic kể, cô đã bị tổn thương nhưng họ luôn giam cô trong nhà một mình, không cho đi đâu. Cô tố cáo người bố tàn nhẫn không chỉ ép cô dùng thuốc tâm thần, làm việc mà còn cấm cô những thứ nhỏ nhặt nhất như là uống cà phê, lái xe. Cô cũng cực kỳ sợ bố và sợ ông thình lình xuất hiện trong tình trạng say rượu. Thưa quý vị, có thể nói là cách đây 20 năm Britney Spears thật sự là nổi như cồn. Nhưng sau đó một cái thời gian đó cảm thấy là cô trở nên wild hơn. Và không biết chuyện gì đã xảy ra. Thì sau đây là những cái điều mà phanh phui về sự thật và cô đang tố cáo người cha của mình là làm cho cô ngày càng điên loạn hơn. Thôi bỏ qua những ồn ào của showbiz, chúng ta hãy xem coi tuần này chúng ta sẽ xem những bộ phim gì nhé. Những ai là fan hâm mộ của phim hành động võ thuật thì đây là bộ phim cho quý vị nhé. Ninja Mắt Rắn Snake's Eye sẽ ra mắt trên màn ảnh rộng vào ngày 23 tháng 7 2021. Henry Golding, ngôi sao phim Crazy Rich Asian, sẽ đảm nhận vai chính. Ngoại hình đẹp trai của Henry dù khiến chị em mê mệt, nhưng với những fan yêu mến J.I. Joe thì anh chàng được cho rằng không phù hợp với khuôn mặt hiền quá. Nhưng hãy đợi coi phim ra rồi quý vị xem thử coi anh ta có hiền như cái vẻ bề ngoài của anh hay không. Kể lại cuộc hành trình kể từ những ngày đầu của chiến binh
mặc đồ đen Snake Eye, một trong những ninja nổi tiếng của vũ trụ G.I. Joe. Nhân vật Storm Shadow, kẻ thù lâu năm và khó tiêu diệt nhất của Snake Eye cũng đã lộ diện trong teaser mới. Dù bộ phim mới không sở hữu nhiều tên tuổi ngôi sao sáng giá và quá nổi bật, tuy nhiên vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra thành công nhờ chất liệu cũng như là những cách thức thể hiện đang nằm trong xu hướng được yêu thích của khán giả toàn cầu nói chung và châu Á nói riêng. Sau thành công mới đây của Mortal Kombat từ Warner Bros., Snake Eyes đã được nhà phát hành Paramount Pictures đẩy ra rạp vào tháng 7, hy vọng tạo ra kỳ tích cũng như làm thỏa mãn sự chờ đợi từ những fan trung thành. Quý vị có thể đi coi và nhớ feedback trong phần comment là quý vị có yêu thích bộ phim này hay không. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Showbiz tuần sau. Showbiz có gì mới? Hôm nay bạn xem gì? Những bản nhạc nào đang hot nhất hiện nay? Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời trong chương trình Chuyện Showbiz.